Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức lễ kỷ niệm 78 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2023 và trao giải thưởng Tiếng Nói Việt Nam sau tháng 9. Thưa các đồng chí, trước khi có... Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam khẳng định, trải qua 78 năm xây dựng và phát triển, Đài Tiếng Nói Việt Nam đã vượt qua bao khó khăn, góp công sức của mình cùng cả nước, giành thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến cứu quốc, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng và phát triển đất nước hiện nay. Bước vào giai đoạn mới, Đài Tiếng Nói Việt Nam đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ với vị thế là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, phát triển theo định hướng đa loại hình, đa phương tiện, đa nền tảng, trở thành cơ quan truyền thông mạnh hàng đầu quốc gia, có uy tín ở tầm châu lục và quốc tế. Nhân sự kiện này, VOV đã trao giải thưởng Tiếng Nói Việt Nam sau tháng 9 để tôn vinh khích lệ sự sáng tạo, đổi mới trong mọi mặt hoạt động của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kênh VTC1, đài truyền hình kỹ thuật số VTC đạt giải vàng cho tác phẩm Cuốn Cẩm Nang Phòng Chống Tham Nhũng Tiêu Cực. Đồng thời, cũng tại sự kiện, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam đã phát động phong trào thi đua yêu nước, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đoàn kết, chung sức, đồng lòng, thi đua chào mừng 80 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, ngày 7 tháng 9 năm 1945, ngày 7 tháng 9 năm 2025. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng nay tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam cho các đồng chí lãnh đạo của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các đồng chí được nhận kỷ niệm chương lần này bao gồm đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Chí, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 78 năm thành lập và khẳng định kể từ khi thành lập đến nay, VOV luôn giữ vai trò là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, là cầu nối tin cậy gần gũi giữa Đảng và Nhà nước với nhân dân. VOV cũng tiên phong trong việc định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Hiện nay, VOV hội tụ đầy đủ các loại hình báo chí, phát thanh, truyền hình, báo in và báo điện tử, đang chuyển đổi số mạnh mẽ trong hoạt động tác nghiệp và phân phối nội dung đa nền tảng để tiếp cận với đông đảo công chúng cả trên môi trường mạng và các hạ tầng báo chí truyền thống. Ông Lê Quốc Minh mong muốn đội ngũ làm báo kỳ cựu và giàu kinh nghiệm của VOV trong thời gian tới sẽ phối hợp chặt chẽ với Hội Nhà báo Việt Nam trong việc đào tạo, nâng cao nghiệp vụ cho hội viên Hội Nhà báo Việt Nam, cũng như tham gia tích cực trong các hoạt động của hội. Đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, bày tỏ sự xúc động khi nhận được kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ cùng đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, văn nghệ sĩ của Đài phát huy truyền thống 78 năm vẻ vang của Đài Tiếng Nói Việt Nam, đoàn kết sáng tạo, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, tạo đà bứt phá, khẳng định vị thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện, hiện đại, vững mạnh và toàn diện. Trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 78 năm thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, sáng nay, Công đoàn Đài VOV phối hợp với Đoàn Thanh niên VOV tổ chức hội chợ với hàng trăm mặt hàng phong phú, đa dạng, đặc trưng cho các vùng miền. Đây là hoạt động thường niên, có ý nghĩa khuyến khích sự gắn kết giữa các cá nhân với các tổ chức và giữa các đơn vị với nhau. Có 12 gian hàng tham gia hội chợ, bày bán phong phú các sản phẩm ẩm thực, sách báo, văn hóa phẩm và các thiết bị điện tử. Số tiền thu được thông qua hoạt động hội chợ được quyên góp hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của trẻ em vùng cao. Đáng chú ý, tất cả các sản phẩm bán tại gian hàng của Đoàn Thanh niên đều dành để gây quỹ cho chương trình tổ chức Trung thu cho em tại Nang Ngòi, Nghệ An cuối tháng 9. Đoàn Thanh niên Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng xin quyên góp sách, truyện để xây dựng thư viện tại Con Cuông và quyên góp đồ chơi, bánh kẹo để tổ chức Trung thu cho trẻ mầm non tại Nang Ngòi. Hội chợ đã trở thành một nét văn hóa của những người làm báo VOV mỗi dịp ngày 7 tháng 9 hàng năm.